Không gian bàn làm việc, bàn ăn sẽ quyết định rất lớn đến tâm trạng làm việc của bạn ngày hôm đó. Bạn nghĩ sao nếu thêm một vài em lót cốc họa tiết thú vị này lên bàn làm việc? Mình tin chắc chúng sẽ làm bạn vui vẻ cả ngày đó. Hôm nay Shop USA Store xin giới thiệu tới các bạn sản phẩm miếng lót nồi 3D hiện đại họa tiết tổ ong. Miếng lót nồi cách nhiệt, lót bát đĩa để bàn ăn rất đẹp và hiện đại. Bày biện bàn ăn rất sang trọng. Chị em nội trợ không phải lo lắng bàn ăn bị hỏng hoặc phồng rộp khi đặt nồi hoặc bát canh nóng lên mặt bàn. Miếng lót nồi 3D hiện đại họa tiết tổ ong nhiều màu sắc, hoa văn để bạn có thể thay đổi hàng ngày và hài hòa với nhiều không gian. Bạn thấy thích sản phẩm thì hãy lên đơn hàng ngay hôm nay để được giá khuyến mãi nhé. Cạnh đó, USA Store còn trên 2.000 sản phẩm thú vị nữa các bạn ạ. Khi gom mua nhiều một lần, bạn còn được rẻ phí vận chuyển và áp dụng voucher của shop. Các bạn ghé thăm shop để chọn thêm mặt hàng vào giỏ nhé. Nghĩ đến mua sắm, nghĩ đến USA Store.